Xin chào tất cả anh em nha. Video hôm qua mình có hướng dẫn cho tất cả anh em đào BTC miễn phí tất cả anh em. Này nó đã trả thì cho tất cả anh em nữa. Để kiểm tra được thì các anh em bấm vào một mini này anh em. Anh em bấm vào một HSRI TSD BTC S17 Pro RE nè. Tóc cần mình đào là có ký hiệu là BTC nha tất cả các bạn. HSRI. Mình đào hôm qua là được 0.16 đô. Mới có một đêm mà các bạn cố gắng đăng ký chơi đi, mỗi cái chút tới tháng mình rút tiền về nha tất cả các bạn. Nhấp vào đây. Ác thiệt tình quá, làm cái video ở ngoài bấm mức lắm, sao quay điện màn hình nó tốt không ăn tức thiệt. Anh nghe tất cả anh em. Trời ơi, văng ra luôn. Văng luôn không mẹ, nó chờ luôn. Nên nghe tên em, đây mình đào được 0.16 BTC mỗi một ngày. Hiện tại đang đào chưa cộng về số dư mình nghe tất cả anh em. Vô qua mi vậy. Sao nó không cộng qua cái ví wallet của mình ta? Để mình rút qua thử. Transfer qua. Cái này nó chưa đổi mình rút nha tất cả các bạn. Sau khi đổi mình rút là nó sẽ cộng về cái ví wallet của mình nha tất cả các bạn. Về cái ví wallet. Vậy với wallet nè. Tại giấy đâu tào lao không ta. Yumi nè. Nó vậy với wallet của mình. Mình chỉ việc bấm withdraw thôi nha tất cả các bạn. Vậy video mình kết thúc nha tất cả các bạn. Để mình làm video có nhiều bạn thắc mắc nó. Hỏi mình coi chỗ nào mình cũng không biết đường trả lời luôn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.